Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8, chương trình sẽ có các tin chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm tra tình hình khắc phục các sự cố thủy lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và tình hình nuôi trồng thủy sản của người dân tại một số địa phương. Ngay sau khi Thái Bình phát hiện một trường hợp ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã đề ra các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Từ hôm nay chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa tập trung phòng dịch đi đôi với phát triển kinh tế, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã thăm một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại miền Trung, Tây Nguyên. Ngày 1 tháng 8, đoàn công tác tỉnh Thái Bình gồm các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và doanh nghiệp trong tỉnh có buổi làm việc với tập đoàn Thaco Trường Hải về chiến lược phát triển kinh tế, thăm hai mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đó là công ty chăn nuôi lợn giống Việt Thắng tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và mô hình nuôi bò thịt tại huyện Chư Prong, Gia Lai. Đại diện của tập đoàn Thaco Trường Hải đã thông tin tới đoàn một số vấn đề cơ bản về các lĩnh vực hoạt động cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn. Hiện nay Thaco đang đầu tư phát triển mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh tế chiến lược của đất nước có khả năng tích hợp hỗ trợ, trong đó ô tô, cơ khí là chủ lực và các lĩnh vực khác bao gồm nông lâm nghiệp, đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ. Riêng trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019, nhưng đến nay đã và đang từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường. Mục tiêu của tập đoàn Thaco là phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng hữu cơ và công nghiệp, nhằm nâng tầm nông nghiệp Việt Nam. Hiện tại, tất cả các lĩnh vực của Thaco đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, khép kín, đảm bảo an toàn sinh học. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Thaco là một tập đoàn lớn có uy tín trong các ngành nghề. Vì vậy, tỉnh Thái Bình mong muốn hợp tác trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực Thái Bình có tiềm năng là trồng trọt và chăn nuôi. Với định hướng chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ là cơ sở để tỉnh Thái Bình và Thaco cùng đầu tư hợp tác, nghiên cứu phát triển giống cây trồng và vật nuôi, cung cấp vật tư nông nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình mong muốn thời gian tới Thaco tiếp tục tăng cường hợp tác, liên kết với Thái Bình trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt công nghệ cao để tạo ra nguồn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đi kiểm tra tình hình khắc phục các sự cố thủy lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và tình hình nuôi trồng thủy sản của người dân tại một số địa phương. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, cống một cửa ngoài đê biển tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy đã gặp sự cố bởi mưa lớn. Đây là công trình đang phục vụ tiêu nước cho hơn 200 hecta nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Ngay trong đêm qua, mùng 2 tháng 8, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện, vật tư kịp thời xử lý khắc phục sự cố. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu huyện Thái Thụy và các lực lượng bố trí theo dõi các diễn biến của cống sau sự cố, chuẩn bị đầy đủ các phương án nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp phải chủ động trong mọi tình huống vì đây mới là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng tới Thái Bình trong mùa mưa bão năm nay. Cần tiếp tục rà soát lại các công trình, phải có phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê kè cống và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh. Đến kiểm tra đầm nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thái Thụy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, khu kinh tế Thái Bình tới đây sẽ có nhà đầu tư khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp để bàn bạc thống nhất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực trạng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao hiện nay trong khu kinh tế và phương án thu hút đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại đây. Sau đây là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 mà chúng tôi mới cập nhật. Cập nhật bản tin lúc 18 giờ ngày 3 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 21 ca dương tính với COVID-19,
Trong số này có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Đà Nẵng. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay ghi nhận 195 ca. Hiện còn 241 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19, số trường hợp tử vong 6 ca. Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 18,2 triệu ca COVID-19 và gần 700.000 người tử vong. Nhiều quốc gia phải tái áp đặt phong tỏa. Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tập trung mọi nguồn lực để dập được ổ dịch ở Đà Nẵng và một số địa phương trong đầu tháng 8. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, trong 11 ngày qua, Thường trực Chính phủ đã họp 3 cuộc để cùng các địa phương thần tốc dập dịch. Nhưng với những diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại, chúng ta không được chủ quan, không được để dịch bùng phát lớn, quy mô lớn, cho nên tinh thần dồn mọi nguồn lực xử lý triệt đề các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng. Cố gắng trong thời gian đầu tháng 8 này là thời gian mang tính quyết định có bùng phát quy mô lớn hay không. Ngay sau khi Thái Bình phát hiện một trường hợp ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã đề ra các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Ngay trưa mùng 1 tháng 8, thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà đã được phong tỏa cách ly. Xã Hòa Tiến cũng lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát người ra vào địa phương. Trước mắt, tỉnh Thái Bình hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình trong thôn Bùi, xã Hòa Tiến 10 kg gạo. Đồng thời đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của người dân trong thôn, tiến hành tặng khẩu trang để người dân phòng chống dịch. Thái Bình tạm thời dừng hoạt động tham quan du lịch ở các di tích, các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, cơ sở massage trên địa bàn tỉnh. Thái Bình cũng khởi động lại các khu vực cách ly tập trung để sẵn sàng tình huống cách ly, bởi hiện nay Thái Bình đã lập danh sách quản lý hơn 2.500 trường hợp đi từ các vùng dịch trở về địa phương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường lực lượng tham gia làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, cắt cử cán bộ chiến sĩ trực tại các điểm chốt kiểm dịch ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, nắm thông tin cá nhân, lịch trình đi lại của những người tham gia giao thông trên các phương tiện. Các chốt kiểm dịch này túc trực 24/24 giờ, vừa giám sát, vừa tuyên truyền, đồng thời xây dựng phương án khi có tình huống phát sinh. Nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đang được toàn lực lượng Công an huyện Hưng Hà tập trung triển khai mạnh mẽ để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở Đà Nẵng, nhiều tỉnh thành đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm này, dễ gây hậu quả nghiêm trọng. Để phát hiện một người có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, hiện nay có hai nhóm các xét nghiệm trực tiếp và các xét nghiệm gián tiếp. Các xét nghiệm trực tiếp, hiện nay xét nghiệm phổ biến nhất là xét nghiệm tìm kiếm các đoạn gen của virus bằng kỹ thuật PCR. Ưu điểm của xét nghiệm này có thể phát hiện người nhiễm virus ở những giai đoạn rất sớm, kể từ khi người bệnh chưa biểu hiện bệnh. Vì vậy, đây là xét nghiệm rất có giá trị được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, là xét nghiệm dùng để chẩn đoán một người có đang bị nhiễm bệnh hay không. Tuy nhiên, xét nghiệm này là đòi hỏi phải có phòng xét nghiệm được trang bị đủ phương tiện cần thiết, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, và xét nghiệm này thường tốn kém và mất nhiều thời gian. Vì vậy, để thực hiện xét nghiệm này cho tất cả đối tượng nghi nhiễm là điều không hề dễ dàng và cần có thời gian. Các xét nghiệm gián tiếp như xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể dương tính chỉ thể hiện rằng người đó đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá khứ, chứ không thể khẳng định người đó có đang bị bệnh, có khả năng lây bệnh hay không. Do vậy, người đi từ vùng dịch về dù có xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể âm tính vẫn có thể là người đang nhiễm bệnh, vẫn có thể lây nhiễm bệnh cho cộng đồng nên cần tiếp tục tuân thủ thực hiện cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Là một trong 66 đơn vị trong cả nước được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đang sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, trang thiết bị trong việc xét nghiệm và phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 trước làn sóng lây lan dịch bệnh mới hiện nay. Từ khi phát hiện ca bệnh thứ 416 tại Đà Nẵng, đến thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng phân loại điều tra dịch tễ với các trường hợp từ Đà Nẵng về. Đơn vị đã xét nghiệm hơn 100 mẫu theo yêu cầu và đều có kết quả âm tính. Chúng tôi chọn lọc những cái ưu tiên, những cái mẫu mà khi mà có triệu chứng từ các bệnh viện gửi lên thì chúng tôi sẽ phải ưu tiên để làm trước và làm sao mà có kết quả sớm nhất để phục vụ cái công tác phòng chống rồi là công tác điều trị cho những cái bệnh nhân này. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm CDC đã xét nghiệm gần 3.600 mẫu, phát hiện 30 trường hợp dương tính. Hiện một mẻ xét nghiệm của đơn vị cho ra kết quả trong vòng 5 tiếng. Và với năng lực được công nhận của mình, CDC Thái Bình sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu xét nghiệm.
Không phải là chúng tôi cứ mẫu về là chúng tôi chạy được ngay, mà chúng tôi sẽ phải gom thành những cái mẻ để chúng tôi chạy, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian, rồi là sinh phẩm hóa chất, rồi cũng rất là nhiều vấn đề khác. Thì chúng tôi thường là sẽ đáp ứng tối đa là khoảng 3 đến 400 mẫu một ngày. Hiện Trung tâm CDC Thái Bình vừa mới tiếp nhận 1.500 bộ test COVID-19 và tới đây sẽ tiếp tục đề xuất cung ứng thêm các hóa chất sinh phẩm để chuẩn bị tốt nhất trước mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có chỉ đạo của tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19 về việc tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để kinh doanh hàng nước, nhưng theo ghi nhận ở nhiều nơi, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Thái Bình, hoạt động này vẫn diễn ra. Cùng với đó là việc người dân vẫn còn chủ quan trong phòng chống dịch. Ngay từ đầu buổi sáng nay, 4-5 hàng nước mở bán trên vỉa hè ngay sát cổng viện Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình. Bệnh nhân, người nhà các bệnh nhân tại các bệnh viện quanh khu vực đều đổ ra đây. Coi người nhà trong viện này nó rỗi thì nó buồn quá, người ta đuổi ra đây thì tôi phải ra đây để hút điếu thuốc lào. Mình biết nhưng mà mình đi mình thăm người nhà khám bệnh, mình khát nước mình không thể ấy được. Nhưng mà mình ra mình ngồi quán nước tí thôi. Nhiều người không đeo khẩu trang. Khi được hỏi, họ còn tỏ ra phớt lờ những quy định trong công tác phòng dịch. Có vận động nhưng mà bác già thì bác nghe thì nó có lúc tỉnh, lúc say. Cũng theo ghi nhận trong sáng nay, trên đường phố hay các nơi công cộng ở một số địa phương, nhiều người vẫn chưa ý thức trong việc đeo khẩu trang. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đây là những các bác tài xế ở đây, đấy, xe ôm. Vẫn chưa tuân thủ việc khẩu trang. Bây giờ dịch mới bùng phát thì người dân vẫn còn chủ quan, cho nên là vẫn còn chưa nêu cao tinh thần phòng dịch. Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, thì sự chủ quan của người dân lúc này sẽ có thể gây nên những hậu quả lớn cho cộng đồng và công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 3 tháng 8, nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực. Đối tượng được giảm 30% thuế, gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập. Theo quy định, việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế cần được hỗ trợ. Dự kiến, với việc giảm thuế nêu trên, số thu ngân sách năm nay sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, ban hành kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Thái Bình, thời gian tới sẽ tăng cường thu hút đầu tư từ Hàn Quốc vào Thái Bình, nhất là các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử, sản xuất công nghiệp phụ trợ, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 25 dự án đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 94 triệu đô la Mỹ. Các dự án đầu tư hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc phục vụ xuất khẩu với quy mô nhỏ, trung bình khoảng 3 đến 4 triệu đô la Mỹ một dự án. Các dự án có vốn đầu tư của Hàn Quốc đang giải quyết khoảng 21.000 lao động. Ngoài ra, tỉnh Thái Bình có khoảng 150 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Hàn Quốc, một trong những thị trường trọng điểm chiếm 25% trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở những tiềm năng đó, tỉnh Thái Bình hướng tới thu hút một khu công nghiệp chuyên nhà đầu tư Hàn Quốc với công nghệ cao, tỷ suất đầu tư lớn và thân thiện với môi trường nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Tiền Hải, thời gian tới các doanh nghiệp sản xuất tại đây sẽ phải chuyển hướng từ dùng than hóa khí sang dùng khí thiên nhiên khi những vướng mắc với Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam được giải quyết. Hiện nay tại khu công nghiệp Tiền Hải đã có 21 doanh nghiệp đăng ký sử dụng khí mỏ, sản lượng tiêu thụ khí chiếm hơn 25% sản lượng khí theo công suất thiết kế cung cấp khí của xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc thuộc Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam. Ước tính nếu toàn bộ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiền Hải sử dụng khí thì sản lượng tiêu thụ khí sẽ chiếm 50% công suất cung cấp khí của xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc.
tỉnh Thái Bình không khuyến khích doanh nghiệp sử dụng than trong sản xuất gốm sứ, sứ vệ sinh, gạch ốp lát vì gây ô nhiễm môi trường. Do đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiền Hải và Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam sẽ phải tiếp tục đàm phán nhằm đi đến thống nhất để sử dụng hoàn toàn khí tự nhiên trong sản xuất. Với sự đa dạng về mẫu mã, tinh xảo và tỉ mỉ trong từng sợi vải, các sản phẩm của làng nghề truyền thống dệt đũi Nam Cao, huyện Kiến Sương hiện được đánh giá là có nhiều tiềm năng để hướng đến đạt tiêu chuẩn OCOP. Làng nghề truyền thống dệt đũi Nam Cao, huyện Kiến Sương có tuổi đời gần 500 năm nay. Giống như nhiều làng nghề khác trong giai đoạn kinh tế thị trường, đũi Nam Cao có nguy cơ thất truyền. Trước thực tế này, năm 2011, chị Lương Thanh Hạnh, một người phụ nữ gắn bó với nghề dệt đũi từ nhỏ, đã quyết tâm khôi phục lại làng nghề. Từ chỗ chỉ còn vài người trong làng còn biết dệt đũi, đến nay Nam Cao đã có hơn 100 lao động dệt đũi và hàng trăm lao động trồng dâu nuôi tằm. Với quy trình của Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao là từ trồng dâu, nuôi tằm, kéo sợi dệt vải về quy trình hoàn toàn là làm thủ công, làm bằng tay. Và cái sản phẩm hiện tại của Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao và Anh Siêu hiện tại đang xuất đi châu Âu như là Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan. Đây là cái sản phẩm mà có truyền thống từ lâu đời rồi. Tuy nhiên thì hiện nay thì theo cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì Thái Bình cũng rất là muốn đầu tư quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp để vừa là phát triển thêm cái ngành nghề của bà con nhân dân xã Nam Cao, mở rộng thêm được cái quy mô cũng như là cái chất lượng sản phẩm và cái quy mô đầu tư. Với doanh số trung bình 40 tỷ mỗi năm, nghề truyền thống này đã đem lại thu nhập hơn 10 triệu đồng cho mỗi lao động của Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao. Tuy nguồn nhân lực đông, nhưng do điều kiện diện tích nhà xưởng nhỏ lẻ nên các quy trình sản xuất không được tập trung. Đây cũng là một khó khăn thách thức lớn đặt ra đối với Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao hiện nay. Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao hiện tại thì con người đang ngày càng rất là đông, hơn 100 người. Quy trình sản xuất thì rộng lớn, nó khoảng tầm 17 đến 18 công đoạn tất cả. Và đồng nghĩa với việc con người nhiều thì nó sẽ gây ra cái vấn đề là cái đất nó rất là đang không có, nó rất là chật nữa. Cái khung dệt nó đang sát gần nhau, bởi vì nếu mà bình thường ra khoảng cách nó phải 2 mét. Dù còn nhiều khó khăn, thế nhưng với những thế mạnh nhất định và tinh thần khó đầu khắc phục đó là những điều kiện tiên quyết để Hợp tác xã dệt đũi Nam Cao và chính quyền địa phương phấn đấu đưa dệt đũi đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm OCOP. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.